chiếc CLV màu 13 màu đen đúng không? Bởi vì sao ạ? Tại vì đúng không? Như vậy thì đối với CLV 13 thì mình thì có một cái đặc biệt của nhưng mà thực ra bình thường thì cũng vẫn rất đẹp, nhưng mà nếu mọi người hết trực cảnh thì tôi sẽ nghĩ đến cái chế độ tiên nghiệp nó sẽ tốt, ánh sáng rất là tốt, kiểm soát được cái khung hình của chị. Các đội chơi thi đấu đến đây à? Đúng rồi, cười hơi dễ mà để anh bấm vô mà. Chỉ còn lại 30 giây cuối cùng nha. 30 giây cuối cùng. Miệng tươi hơn nữa. Cười tươi lên. Rồi, bây giờ sẵn sàng nha. Mọi người ơi, chúng ta nhìn xem bạn này hoảng hốt có giống không ha? Chưa. Nhanh thế nào, thời gian trôi qua 10 giây đầu tiên. 10 giây đầu tiên trôi qua rồi. Đưa tay qua xíu này, mời đưa tay qua xíu. Đúng rồi. Ý chán. Sao con bé điện thoại trong này không có răng mà chỉ có răng? Đúng rồi. Rồi, giống xíu rồi. Thôi. Giống rồi. Rồi, cảm nhanh chóng chào ảnh nha. Thưa quý vị ơi. Có đẹp chưa? Đẹp. Chắc chắn giống bạn yên tâm bên trên này không có áp gì để chỉnh hết á. Và chỉnh nó cũng vậy, quan trọng là cái trạng thái cảm xúc. Cũng chưa giống lắm nhưng mà so với cảm ơn bạn, nếu như mà bạn ngủ chút xíu nữa là ảnh đẹp rồi ha. Rồi, xin mời đội số 2. Đội số 2 đi ạ. Rồi, đội số 2 là đội hút khoảng nha. Xuất sắc nhất, một đội xuất sắc nhất nhận được một rất là nét và rất là hiệu quả thì sang một cặp đèn ngủ của COV nha. Cảm ơn và còn lại tất cả các bạn cũng sẽ nhận được tai nghe của COV. Cảm ơn các bạn. 2, 3. Wow, cái số này trúng á. Thường thường là nhảy dẫn chương trình là thấy mấy những số như là 24 với 35 rất là may mắn nha sư. Đại học kinh tế nha quý vị. Tú sinh viên năm 2, ai đã học đại học kinh tế mai qua thăm bạn Tú nha. Và Tú ơi, Tú sẽ làm gì nữa phần ngoài đây? Chấm lại. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với Thế Giới Di Động. Xin được gửi lời cảm ơn. Tôi cũng bạn nào chúng ta quyết định rằng là sẽ pre-order dành cho dòng sản phẩm CLV 13 Lite.